Sang xin chào cả nhà mình nha. Chào anh Khương, chào anh em mình nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Anh Phước, hôm nay là trò chân đất miền Tây rất là vui cả nhà. Như là lúc trước Sang nói là anh em đi bắt cá về, hôm nay đãi cho một vị khách, một người anh rất là quý ở xa xôi từ Hà Nội về đây để mà công tác rồi ghé qua thăm anh em nhóm. Thì anh mới về tới đây, mới vừa vô chòi đây cả nhà ơi. Anh về cũng có một ít quà cho anh em đây. Thịt bò à, cái này là gù bò với lại bắp mắm. Gù gò với bắp bò anh em mình nướng nha. Cái này mình sắc lát nha, mình nướng. Sắc dùng miếng nước mắm đây. Còn cá anh em mình bắt được đó cả nhà. Đây. Anh em mình đã làm xong rồi. À, cá rô phi với cá lóc, nói chung là rất là nhiều loại cá. Cá mì dinh nữa, cá dảnh nữa. À, giờ anh em mình sẽ cá thì mình sẽ làm hai món đó là canh chua và cá kho me, kho lạc. Cá này mình kho lạc ha, cho anh Hải kho lạc chấm xài số bầm chừa một ít rồi mà còn nhiều gì đó hả? Nhiều được không? Mấy con hả? Được rồi, nhiêu là nhiều rồi, mình còn thịt nữa mà. Nhiêu đó gần 4 cái thịt đó. Bây giờ mình sẽ thắng khèo nước mắm trước cả nhà. Nước cá trắng này thì nó mềm lắm, nếu mình để một lượt cho mình kho thì cá nó sẽ bị bở, nó không có chắc thịt. Đây là cái bí quyết của anh em chân đất mình nha. Còn mọi người thì mỗi người mỗi một ý khác nhau. Mỗi người ăn có một khẩu vị khác nhau. Dạ. Đây thì cũng có hai thùng bia thì anh Khương mới mua vào, thì anh em chút xíu nữa mình thưởng thức bia luôn nha. Còn cái còn kìa cái keo rượu ba kích. Anh rồi đi, anh rồi vô chả chút xíu nữa là hết rồi, đổ keo rồi đó anh. Nó đặc đúng không? Dạ. Nhưng mà thấy mấy lần anh em uống là pha hơi nhạt. Dạ dạ. Nó kẹo nhạt lắm. Dở cái nắp đó lên luôn à. Pha nhạt quá, pha nó đậm đậm một tí thì nó ngon. Thơm cực kỳ luôn á. Không dám pha nhiều, pha nhiều sẽ hết. Nó ra cái màu rất là đậm luôn. Này ba kích tím anh ơi. Tím đậm mà tím. Thơm. Dạ. Không như thế này cũng đậm lắm. Đậm vừa vừa. Ngon. Đâu anh nếm thử rồi. Ngon cả nhà. Ốp luôn. Ốp luôn ha, cái này mình ốp cho thấp luôn ha. Nhưng mà rượu hơi nặng. Em ngâm rượu nhẹ hơn một chút nữa. Dạ. Dạ. Hơi nặng. Hôm bữa mình đặt cái lò đó, ý mà rượu này là có 25.000 một lít đó. Bữa đặt có 25 đó. Đặt rượu là cái về độ ấy, là nó chỉ khoảng 38 độ thôi, đến lúc mà mình ngâm xong là nó còn khoảng 36 độ cũng là vừa. Chứ còn dạ, cái này chắc có mấy phải 40 độ thôi. Dạ đúng rồi. Độ. Dạ, 40. Đâu bóng luôn. Cái này chiều thấy mấy anh cũng hơi bị rung hơi đó nghe. Bắt cá đói phải không? Dạ. Mấy cá bự thôi, chừa mấy cá nhỏ, còn mấy cá nhỏ mình thảy xuống coi cho cá chê mình ăn rồi. Nó để đi thì hoa mời. Đây nồi rồi. Đây cá chốt. Cá chốt bỏ cá chốt. Chốt còn mình kho nè nè, mấy cái cá chốt để chung kho lại nha ha. Cá chốt ngon á. Trong ngày về cả nhà mình đợi chút xíu, anh em mình làm xong món chính rồi, cái đầu xin mời cả nhà mình cũng chung vui với anh em bữa tiệc ngày hôm nay nha. Ba, chúng ta phải bảo ấy, thay trái bảo ấy, thay trái hả? Xoài xoài chút xíu mình chấm với các lạc ha. Này chấm với lạc. Ăn cơm cầm đũa tay trái mà cầm dao tay trái. Ăn đó cho. Ăn hàng đầy chảo luôn rồi. Mình đem lên luôn không? Một miếng nước ở chén cái chảo.
không kiếm mình nhắc nghe nha, điện thoại cái mình dặm mềm chứ điện thoại mình thả vô lại ra nằm chậm ra hơi vừa vừa nó dãy nó bung lên chơi chậm vừa quá đấy, nó áp cái dãy nó không có bung lên được. Còn nếu để trên này là chảy đó, cá này mình kho lạc thì mình là mình để nguyên dãy nha cả nhà, cá dĩnh với cá mè dinh á, nói chung là mình phải để nguyên, mình để nguyên dãy thì cá nó sẽ béo, nhất là cái dãy của cá mè ri mà dinh á anh hai, béo. Cơ thể của con cá mè dinh anh phải ăn chỗ nào nhất anh hai? Hả, chỗ nào? Cây à? Ừ, cái lưng bụng đó hả? Ừ, chà, ăn chỗ đó cái là nó cảm giác nó sướng gì đâu ha. Chà, cái này mình phải chở liên tục nha mấy anh em. Chở mới được. Mà này nóng quá rồi. Mấy anh em mình mấy ngày nay có thấy gì trước trời mình thấy gì không? Thấy gì? Hả? Không đi hả? Thấy, bông hả? Đó, chỗ bông mình kìa. Là cây mai của chị mình tặng hôm bữa trước đó là ra bông rồi nè. Chà, năm nay ăn Tết sớm rồi nha, ăn Tết sớm chị ơi. Đẹp ha, bông đó, màu đẹp ha, mình vàng được rồi đó, còn tím. Biết cá này ngon, ngon đấy, to, to. Nước thịt, tới công chuyện nữa rồi. Tới công chuyện nữa rồi anh Bảy ơi. Đây có khách anh Bảy ơi. Chị Năm ơi, cá này ngon quá chị Năm ơi. Xíu nữa mời chị Năm luôn nha. Anh xui chị vừa nuôi ơi. Chị nuôi lóc, quá. Chị nuôi nữa. Ồ, có con cá bún tượng thịt nứt nẻ luôn. Đó, cá mè dinh. Đúng rồi. Dễ nó hồng lên đó. Thôi liêu diêu liêu diêu. Từ từ. Điên điển búp búp gì nè, nó mới ngọt dữ nè. Cái này là điên điển mùa nước mới có nha, điên điển này điên tự nhiên nè chứ không phải điên điển Thái. Điên Thái thì có quanh năm. Mai sắm cho anh Hải cái tập dề. Dạ. Cái tập dề. À. Bếp phải có cái khăn vàng, khăn vàng. Nó tập dề biết gì. Đạt hôm nay gì Phước Hải. Hôm nay Phước Hải đảm nhiệm hai món là anh Phước với anh Hải đó. Cái món nào khen ngon hình khen nha anh Phước, khen thiệt nha. Muốn làm gì dung cho nước. Chắc này chiều trễ đói bụng. Vì đó chút xíu ăn mới ngon á ha. Rung chân rung tay rồi. Đó vì chút xíu ăn mới ngon. Đây để em làm nè anh Phong. Chấm thịt phải không? Rồi để em làm nước tương tỏi ớt. Nó cá được luôn rồi. Công nhận cá Linh nó cũng béo luôn. Cá dảnh với cá mè dinh cá nào cũng béo hết. Chua không, bên chua phải chua hả? Chua ngọt ngọt cay cay là tuyệt vời. Chua đêm thấy tự nhiên chua ở đâu là tôi phải dằn thêm cái gì nữa. Cá kho lạc thì không thể nào mà thiếu hành được. Hành ớt tí tiêu. Bắt hành như rắc tiêu. Dạ. Đâm anh Hải là lấy cối anh Hải. Cối đá của mình. Anh Phước đang sắc rau nữa, vô là hoàn thiện cái nào canh chua. Đây cả nhà. À. Không rót rượu này vào cho bác. Rồi miếng dao đi dùng chừa lại ngoài miếng. Dạ, chút xíu mình để vô đây vô thêm. Có thấy cần gì đá không? Mè đây, kho mè đây. Nhớ lại ký ức thời chiến rồi mình ăn ở bên chưa có cái chòi này á. Mình ăn ở bên trại của em bên anh kia đó. Ừ. Rồi, thôi xin mời cả nhà mình nha. Chung vui với anh em bữa nay. Mời anh Phương nha. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Một, hai, ba, vô. Mời cả nhà mình. Mời anh Khương nha. Mời cả nhà. Vụ này ngày anh Khương cũng ghé nhóm nhà đất ở đây chơi cái này. Cảm ơn anh Khương nha. Hẹn cái dịp 2 tháng 9 mà có lẽ là lúc đó bận quá thành ra tới bây giờ anh em mới gặp.
Anh Ba dốt giùm em ly cái mời cái anh Ba. Con nhảy ăn rất ngon. Đúng rồi. Mời cái nhảy với thịt bò nha ơi. Mời với mấy chị yêu nha. Chứng trước vào là không được ăn con nhảy nha. Sao thịt sao? Mềm không? Ngon lắm luôn. Cái này được xương hả? Không không. Ngon. Thịt nó mềm mà nó béo. Thì nó có mỡ lợn cận á. Nướng là bộ phận là chỉ có cái gù, gù này là nướng ngon, với lại cái bắp. Còn nói về xào là phi lê ha. Sao cảm giác sao anh? Con nhảy ngon, thịt bò mướp nướng ngon ngon. Dạ. Cái mùi thơm rau nhí phải nói là tuyệt vời không? Lần trước vào là không có. Dạ. Hôm nay vào mới có con nhảy bữa nay tốt cái này. Dạ. Bữa này tốt ngon lắm không? Và tại đợt vừa rồi chắc mưa nhiều. Cảm ơn cái đó đi. Vô. 1 2 3 vô. Mời cả nhà. Mời cả nhà luôn cả nhà ơi. Mời cả nhà mời xu liên viên thu ơi. Tới công chuyện luôn rồi, bữa nay vui quá rồi, mời tất cả cô chú anh chị và mấy bạn mình luôn nha. Nhà gió chấp ốc khỉ. Ôi ôi nó mát. Đã gì đâu. Đây. Đây đây. Đây xin mời cả nhà mình một miếng gù bò nướng nha. Đậu bắp nó làm tươi. Anh Phước mới vừa hái luôn đậu bắp nhà chồng á anh. Ngoài kia cũng ăn đậu bắp cũng có, nhưng mà thường là để khoảng 2 ngày, 3 ngày. Dạ. Mình đi chợ mình mua mà. Dạ. Nó bị khô. Rồi, khô cuống rồi. Nó 2-3 bữa rồi. Khô cuống là ăn nó cũng ngọt. Nó ngọt. Dạ. Nó hơi lạc. Tới công chuyện luôn rồi, mời anh Bảy nha. Vô anh ơi. Ôi, cái này làm như hơi rung tay hay sao anh Mai? Rung rồi. Cái này quá trời nè, đói à. Cái này rung là rung gì đói chứ không phải là rung gì ghiền rượu nha. Đúng chứ không phải vậy, cái này. Dạ. Anh em sáng được bằng cái đi bắt cá luôn đó, 12 giờ 12 giờ rưỡi, 12 giờ rưỡi bắt cá luôn chứ trong trời luôn, giấc này luôn tắm rửa cái giọt vô luôn. Nó nghe tin về anh em nó quá trời mừng rồi. Bằng chiếc đang về đi bắt cá. Vẫn là đầu tuần. Nhưng mà đổi kế hoạch nhận xe cho nên là tranh thủ cuối tuần xuống luôn. Dạ. Gì? Anh Thơm? Mì cho mắt ngon nữa. Con. Dạ. Con nhớ rồi. Ông chị gác lái sang ngồi lưng sang đây. Thôi gì biết hơn bộ tử à? Nó quên lâu rồi. Nó nghe cái gì anh hải nói một câu sao mà cái này mà thấy có cái đợt kéo thêm cái nước tôi tới rồi luôn à. Thôi rồi lắm ơi, ba là nói dịch lại nói không sao mà dịch cái sao cái nhà nghe dịch mình cho ai biết. Nhấn mạnh á, dịch là phải nhấn mạnh nâng cao quan điểm đẩy phong trào cho nó nổi lên. Sao mà để tôi dịch con tử ông hư cái gì đâu. Học lại quá vô. Dạ. 2 năm học lại quá vô. 1 2 3 vô. Mời cả nhà. Mời cả nhà mình nha. Vô anh Minh ơi. Vô nha mấy anh em đi nha. Ngon, tao ăn được bò quá ngon. Cầm cái dao ha. Mời nhà mình bò nha. Mời Ngọc miếng bò Ngọc. Không mời về chơi Ngọc ơi, anh Thương ở 2-3 ngày đó. Mới về rồi. Hả? Tại vì đêm nay anh trực, thành ra sáng mai anh sẽ về. Sáng mai về. À, chứ mà bữa nay không có trực là anh chạy về. Đặc biệt bò thơm. Mai anh em mình sẽ trải nghiệm cái khung cảnh của mùa nước nổi ở miền Tây nha anh Khương. Đồng ý. Dạ. Bơi lội á, bơi lội tốt chứ. Dạ, ok, vậy được rồi. Bơi lội lặn tốt. Có điều là
Thế nhưng bắt cá thì mình phải là người sát cá lắm. Bắt ở chợ thì nhanh hơn. Sát cá mà sao kỳ hơn không? Không sát cá. Không phải là người sát cá lắm. Không sát cá lắm. Dạ. Vô nè vô. Vô. Mời cả nhà. Mời cả nhà ơi. Mừng ngày hôm nay anh em mình hội ngộ lần thứ hai. Dạ, báo đi nha. Vô. Báo đi nha. Vô. Em uống hết cho anh ơi. Cầm luôn. Cầm luôn. Ừ. Khô luôn á. Sau này cái món cá còn nước. Thấy cái bếp lò hả? Yên nha. Rồi cái rau này mình là ngon. Cái rau này mình chấm vô thôi là ăn cũng bắt luôn. Thực sự là cá rất là đẹp. Đó, dạ. Nói muốn cho sướng luôn phải được cảm nhận thực sự là mình thấy. Dạ, nó có lên nha, cá chốt. Cá tháng này nó nước giật á, cá nó già, cá béo dữ lắm đó. Mọi khi nào hôm nay ăn cá linh nhỏ nhỏ bằng này cho người ăn lẩu và hả bằng da nhỏ này thôi. Dạ. Cá đó thì nó mềm, cá cỡ ngón tay mình nó mềm. Mình ăn cái lẩu giấm á ha, giấm. Nhỏ hay ăn ở bên Hồng Nước đó. Dạ. Bên đó thì đặc sản cá linh nè, mà nó cá linh nhiều lắm. Ở bên đó thả đề nhiều á, thả đề. Để mai anh em mình đi trải nghiệm ở cái đầm linh mà nó to, mặc dù là xương nó cứng nhưng mà thịt nó rất thơm. Thơm. Dạ. Những cá nó bự rồi. Còn cá trong lưới ăn còn ngon dữ nữa. Con lưới còn lưới hai con dữ không? Mai đem lưới đi thả bắt cá linh cũng đợi đó đó. Chọn con tay tay nè nướng hoặc là mình ăn giấm ngon lắm. Nước mình xách theo xì rượu. Mai mình đem mang rượu mà bật tích theo. Dạ. Phải mang theo mà nhớ nhắc nha, để thôi quên nhờ thường vô giữa đồng nội là mình kiếm rượu khó lắm. Ở chỗ đó là không kiếm rượu được đâu. Mấy anh em cũng có quên hết một hai lần. Xa quá. Có đừng quên không đem nghe. Không đem bỏ quên nhà nữa anh Bảy. Không quên anh Bảo. Hai ba. Vô. Vô. Mà anh Bảy nghe, tại bữa đó sờ súc nãy rồi. Mà anh Bảy liền nghe. Nó thằng Phong này tại hết tiếng bây giờ. Thuốc mà không có dũng nhà tại quá tại. Mồi ngon mà không có rượu. Em đi chứ bỏ quên đâu nhớ. Em đồ nhiều quá. Hãy cho em trái đồ bắp lên hả? Này có anh Khương về chơi mời anh Liêm một ly nha. Mấy anh em nhiều anh nhiều ái. Anh Phan. Hẻm gì qua nãy. Nhìn quá. Một hai sáu hả? Ừ, một hai sáu gì anh bữa đó anh quên rồi. Thì một hai tới sáu gì hả? Một hai sáu. Hiểu mà. Một hai sáu. Một hai sáu. Là 126. Lấy thơm, mùi thơm dễ chịu. Anh em mình hội ngộ lần này là lần thứ ba chứ đâu, đâu phải lần thứ hai, ba lần hai lần thứ ba chứ. Ở cái nhà ăn nặng đó. Cái lúc đầu tiên là có anh về có chứ anh nhường nè, năm anh chiến anh chiến nè, anh dũng nè, rồi anh thi đó, à, đúng rồi ảnh là lắm hả? Anh nhớ mà cái lần đó là hình như là anh Dường có lấy cái hộp giống rau nhí à? Rau nhí này về trồng nè. Ở đó rồi. Cũng mấy thân xào mà anh nhắn tin đây rau nhí tốt lắm, có sử dụng được rồi. Rau nhí này anh có anh cái này thấy dạ. Phân phốt chứ không mất rồi sao mà tốt dữ không dạ. Mất không không ha. Dạ đó. Để đó cái vỏ nó dài. Cái non rồi bẻ cái vô sáng. Vô anh em vô mạnh cái. Con có bóng tượng duy nhất nè để mời anh mời bình thường đây. Thôi để cho lát. Đang ăn dở đấy à. Đang ăn cá linh nha. Ăn hết cái kho lạc đó, cái làm một phút cháo không được. Lát nó làm cả chua thôi.
Cái chốt này chịu đâm thái này được nghe cái đầu. Không có cái đầu anh ơi. Không có đầu, mất cái đầu rồi chị đắng lên nữa rồi. Nó vậy cái đầu không có cái đầu. Cái đuôi đấy, cái đuôi đắp vô cái tay em là được rồi đó. Nghe cái đuôi. Ăn cái đuôi được chứ nó vậy cái đầu không có cái đầu. Cái đầu lấy làm sổ rồi. Nó bung ra ngoài mình mất cái gì. Dạ, chỉ có một cái, mấy cái tá này là mình mất, là mình mất không có này. Dạ. Rồi tá chốt, rồi là tá linh này. Đấy, cái tá không có này, chứ còn dạ. Tá bóng tượng ngoài mất bữa nay nhiều. Dạ. Còn ấy không có, mình không có chốt à. Rồi ấy gần biển hay sao? Bóng tượng ngoài kia, bữa nay nó to một ngày nè. Con này nó dài thế này. Dạ. Bóng tượng á. Dạ, rồi rồi cá nó bự lớn con mà. Ừ. Dạ. Ở ngoài con nó gần biển hay sao? Luôn. Có cái này nó bự ra. Thôi, mai ngoài bắt không có cá linh. Vậy hả? Vô. 1, 2, 3, 4. Và anh Châu, anh Châu ơi. Cá linh nó là đặc cũng lâu quá rồi. Tây. Em cũng ít đi dạ, anh Châu ơi. Mình chỉ thì cái mùa nước nổi thôi. Ừ. Dạ. Trong năm chỉ có mấy tháng. Từ tháng 8 hơn rồi. Tháng 8 là bắt đầu có cái linh non rồi phải không? Có. Là tháng 8. Tháng 8 mới có. Đầu tháng 8 mới có. Là tới đến nước kém là rồi qua 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 hết dầm tháng 10 là bắt đầu là hết hết rồi. Tháng 10 là đi chở ra chứ. Con cá linh là con cá chu kỳ mà. Vô xong rồi là nước giật xuống là tháng 10 là rút trở về. Không lớn hết. Cá không cá linh không có tháng nào cá đầu mùa có xuống á, nó ngon nhất. Còn mình ăn không nổi. Quá trời mắc. Mắc quá. Mình ăn tới 2 ngày bằng tới 3 mấy ngàn ký này. Lúc mà đấy. Mới có là 300 ngàn. Ngoài Hà Nội bữa nay là cá linh mà còn đang bơi nhỉ. Dạ. Và ngày thường là bay sáng người ta bay ra nơi là chiều là có hàng. Dạ. Ngoài kia là 320 cân. Trời ơi. 2 giờ hả? 300 heo căng 1 ký tới 400 ngàn đấy. Ngồi ăn một nồi lẩu cá linh 4 người là rất là nhiều sợ. 320. Cộng kỹ lại coi. Cộng kỹ khác. Cộng kỹ lại coi nha. Căng ít hơn ký hơn căng. Căng ký. Hả? Ký à. Căng hàng ký. Căng là ký đó. Căng là ký nha. Cộng kỹ chạy kỹ lên chứ không nha. Căng căng khác ký. Nãy mỗi lần cộng là tôi hồi hả? Để mà bệnh đây căng cái căng cái gì vậy? Cái nhỏ nè. Cái nhỏ. 320 một ký á. Cái nhỏ. Ờ cho đó đó. Là mơ mà đi gian lưới rồi gái lên đi ăn thêm mấy hay thôi. Ở nó chiếc cướp. Ở có chiếc cướp đó. Chiếc cướp chạy ra cho con bán nha. Thôi anh ơi nhờ anh bán giùm. Không biết. Đá rồi. Ngồi chợ quán. Thì con đấy nha. Thì đá nữa không? Đây còn. Rồi anh em đụng ly cái này. Vô quán. Vô. Bây giờ anh em mình vô cái này. Cái 2, 3, vô. Anh em tất cạn ly này nữa. Các anh em cũng xin kênh thúc liếc là trong buổi gặp mặt đầu tiên ngày hôm nay. Rồi mai anh em sẽ cùng với anh Khương đi trải nghiệm mùa nước nổi. Rồi anh em săn bắt nói chung là anh em mình săn bắt cá đi rồi có dính con gì đó mình dùng con đó anh Khương. Có gì anh đó? Dạ. Không có cá là một vịt. Nữa hả? Có một vịt thả nữa. Có vịt thả nữa. Chẳng có con nữa hả? Vô. Tôi uống sao tôi phạt con ly quá thôi. Hết ly rồi tự phạt luôn vậy. Để không uống hết ly cái mình bye bye thôi rồi. Ly nhiều quá. Bye bye cả nhà mình nha. Bye bye cả nhà.